Xin chào các bạn. Những video chia sẻ về kinh nghiệm mở tiệm giặt là của blog khởi nghiệp những ngày vừa qua thì nhận được đông đảo sự đón nhận của các bạn trẻ. Và bên cạnh những bạn chia sẻ về sự thành công của mình thì cũng có không ít bạn thắc mắc rằng vì sao mình làm đúng các bước rồi mà vẫn thất bại khi mở tiệm giặt là. Vậy thì hãy cùng blog khởi nghiệp phân tích qua video này để xem nguyên nhân do đâu khiến bạn mở tiệm giặt là không thành công các bạn nhé. Doanh là một quá trình có rất nhiều công việc, vĩ mô có, tiểu tiết có, mà nhiều khi chính những việc tiểu tiết mà ta không để ý, chú trọng thì lại khiến ta bị thất bại. 1. Thất bại vì chọn sai địa điểm. Kinh doanh tiệm giặt là địa điểm quan trọng lắm các bạn nhé. Dù biết bây giờ thời buổi online thì khách hàng muốn giặt là còn có thể lên mạng để tìm kiếm, nhưng mà hãy tự hỏi mình liệu bạn đã đủ sức và kinh nghiệm để có thể quảng bá cho tiệm giặt là của mình khi vừa khai sinh tiệm như vậy hay không? Sẽ có một số bạn làm được, tuy nhiên đa phần là không. Nhiều bạn muốn làm lớn, thuê hẳn mặt bằng ở ngoài mặt phố lớn, đông đúc người qua lại, nhưng mà giá thuê cao, trụ không nổi 6 tháng. Còn nhiều bạn thì lại thuê mặt bằng tít ở trong ngõ để có giá thuê thấp, tuy nhiên khách không có thì lấy đâu ra doanh thu. Vậy nên ngay từ đầu khi đi tìm mặt bằng mở tiệm giặt là thì bạn đã phải biết quan sát, tìm hiểu và đánh giá về khu vực xung quanh của tiệm để quyết định xem có lựa chọn địa điểm này hay không. Và bên cạnh đó cũng phải xem ngân sách thuê mặt bằng mở tiệm giặt là sẽ là bao nhiêu. Một số lưu ý để tránh thất bại này khi mở tiệm giặt là: thứ nhất, chọn địa điểm khu đông dân cư sinh sống, đông sinh viên, ở gần hoặc là ngay sau các khu chung cư. Thứ hai, chọn mặt phố hoặc là mặt đường đi lại hai chiều, phố nhỏ thì thông hai đầu, điện đỗ xe máy, có chỗ đỗ xe ô tô thì càng tốt. Thứ ba, địa điểm nào đã có đông người mở tiệm giặt là rồi thì theo blog khởi nghiệp là ta chọn địa điểm khác, vì nếu mở ở đây thì đòi hỏi sự cạnh tranh rất lớn. Còn nếu mới có một tiệm giặt là thì hãy quan sát xem tiệm đó có đông khách hay không, từ đó phân tích, đánh giá và lựa chọn. Thứ hai, thất bại vì chỉ ngồi chờ khách đến. Nhiều bạn lựa chọn địa điểm đẹp, ngã ba ngã bảy sầm uất rồi, tuy nhiên sao vẫn mở tiệm giặt là thất bại là sao? Thì bạn cần xem nguyên nhân này nữa nhé. Đồng ý với các bạn thì khách mặt tiền là một lượng khách không hề nhỏ, tuy nhiên có thể là chưa đủ nếu bạn chỉ ngồi chờ khách đến mà không có những chính sách để thu hút khách hàng, không quảng bá rộng rãi thì về lâu về dài, doanh số sụt giảm, thất bại là một điều dễ hiểu. Mở tiệm giặt là cần một số vốn lúc đầu thì cũng không phải nhỏ và để vận hành cũng sẽ cần rất nhiều chi phí như là chi phí nhân sự, điện nước, chi phí thuê mặt bằng, vân vân. Cho nên không đạt đủ lượng khách cần để hóa vốn, xong mới tính đến có lãi hay không thì rất khó để duy trì. Vậy bạn cần phải làm gì để tránh những thất bại này? Thì hãy xem video bí quyết giúp tiệm giặt là đông khách bội phần mà blog khởi nghiệp đã chia sẻ trước đó nhé. 3. Thất bại vì không đủ vốn lâu dài. Lúc nào blog khởi nghiệp cũng nhấn mạnh với các bạn, kinh doanh là một quá trình lâu dài, không phải ai cũng đạt được thành công khi vừa mới mở tiệm giặt là 3 tháng, 6 tháng đâu nhé. Đa phần phải làm ngoài 1 năm thì mới tính đến có lãi, bởi lúc đầu thì chi phí mở tiệm giặt là cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên nhiều bạn lại chỉ tính đường ngắn, nghĩ đơn giản là mở tiệm giặt 3 tháng kiểu gì cũng có lãi, cho nên chỉ chuẩn bị vốn cho 3 tháng đầu, xong tính nước là quay vòng vốn. Vậy nên làm 3 tháng không đủ khách, không có lời là bị cạn vốn và phải dừng kinh doanh. Và để tránh thất bại khi mở tiệm giặt là này, thì các bạn hãy tham khảo video chi phí mở tiệm giặt là của blog khởi nghiệp và cần phải lưu ý. Cố gắng chuẩn bị vốn ít nhất trừ hết các chi phí cố định, tiền thuê cửa hàng mới có thể duy trì được 1 năm. 4. Thất bại vì làm ẩu. Nghe cái lý do này có thấy ngớ ngẩn không các bạn? Tuy nhiên đừng vội bỏ qua, bởi vì đây chính là tiểu tiết mà ít bạn nhìn ra, tuy nhiên lại nhiều bạn đang mắc phải. Ví dụ như sau. Giặt chung đồ của các khách với nhau dẫn đến để lẫn đồ, mất đồ của khách. Thứ hai, đồ giặt xong thì gấp qua loa cho vào túi khiến quần áo bị nhăn nhúm. Thứ ba, sử dụng bộ giặt kém chất lượng khiến khách hàng mặc bị ngứa. Thứ tư, giặt đồ lâu khiến khách hàng chờ đợi. Thứ năm, máy giặt kém khiến đồ giặt không được sạch. Vân vân và mây mây các lý do ngớ ngẩn này khiến cho bạn bị mất khách, và mất khách thì tiệm giặt là thất bại là một điều không phải bàn cãi. Và trong video bí quyết giúp tiệm giặt là đông khách, blog khởi nghiệp cũng đã nhắc đến yếu tố là chất lượng dịch vụ. Nếu muốn tránh thất bại này, hãy xem video đó nhé.
Trên đây chỉ là 4 trong số rất nhiều nguyên do khiến cho bạn thất bại khi mở tiệm giặt là. Do thời lượng video có hạn cho nên blog khởi nghiệp chưa thể chia sẻ được hết. Nhưng bạn nào còn thắc mắc hay là chia sẻ gì, hãy bình luận bên dưới để blog khởi nghiệp giải đáp cho các bạn nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.